hoan nghênh chào đón các bạn đến với chi đoàn khu phố 5 đoàn phường 8 của tôi. Và bây giờ chi đoàn chúng tôi luôn luôn có những buổi sinh hoạt rất là hào hứng, vui tươi và năng động. Xin mời các bạn. Giờ xin mời các bạn cùng làm quen với những thành viên trong gia đình bé bé xinh xinh luôn tràn ngập tiếng cười của chúng tôi. Now everybody. Hi. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn An Lành. Mọi người thường gọi mình là Hugo. Thì mình luôn mang đến tiếng cười cho tất cả mọi người. Hiện giờ mình đang là bí thư chi đoàn khu phố 5. Mình cũng là thành viên gia đình bé nhỏ xinh xinh mà tràn ngập tiếng cười này, mà mình rất tự hào là nguồn cảm hứng phong phú dành cho những tiếng cười của gia đình thì bé yêu của mình. Và hai là thành viên tiếp theo. Hai chào các bạn, mình tên là Hoàng Tuấn Minh, mình là thành viên của gia đình bé nhỏ xinh xinh chi đoàn 5. Mình có biệt danh là cô em và đây là thành viên tiếp theo. Ba mình tên là gì? Mình Trần Trung Nghĩa, là một nhóm thành viên trong đại gia đình bé nhỏ trong chi đoàn khu 5. Sở thích của mình là đi chơi, ăn uống. Còn đây là người anh em. Hi, mình tên là Trần Công Đại, hiện nay mình là ủy viên ban chấp hành của chi đoàn 5. Đây là người thành viên chính thức của đại gia đình bé nhỏ. Hi, mình tên là Thảo, mình là thành viên của đại gia đình bé nhỏ xinh xinh này, mình tự tin đó, người đẹp trai nhất của đại gia đình bé nhỏ này. Xin mời các bạn đến với thành viên tiếp theo. Chào tất cả các bạn, mình là Lương Thành Luân, hiện mình đang là phó bí thư chi đoàn 5. Mình rất thích niềm vui tiếng cười ở chi đoàn 5 và xin mời các bạn đến với thành viên tiếp theo. Mình xin chào các bạn, mình tên là Phan Văn Tính. Mình đang sinh hoạt ở chi đoàn 5. Mình có rất nhiều sở thích, nhưng sở thích chính của mình là đem lại niềm vui và tiếng cười cho người khác, và người khác mang lại niềm vui tiếng cười lại cho mình. Và đây là thành viên tiếp theo. Hi, chào các bạn, mình là Huỳnh Thị Kim Ngân, là một thành viên của chi đoàn 5. Và cuối cùng là đi hết rồi. Và như các bạn thấy đó, đây là tại gia đình bé nhỏ nhưng tràn ấp tiếng cười chúng tôi. Và thật là thiếu sót nếu không giới thiệu một thành viên gạo cội của chi đoàn 5, đó là anh MC Điển Trai. Như các bạn thấy đó, mình đã được 15 tuổi đoàn rồi đó, nhưng chưa muốn ra đoàn. Vì sao? Vì có tất cả những thành viên luôn luôn đem lại tiếng cười cho mình, phải không các bạn? Chỗ nào mà vui vui thế? Xin đáp rằng là cái Defy. Nhưng sao mà nó lại vui nè? Xin đáp rằng là có tụi tôi. Yeah. Chỗ này ông tập thể dục gì không vậy? Không, ông vừa cái chân đó. Trời ơi, nhấp.
cố những cái chung mà của mình bà và đòi ship rồi. Mà mỗi lần á là ông tập thể dục ở tập đâu tập túc bên kia kìa đó, tự nhiên bên em qua cái chỗ này ông đang tập, ông biết là ông đang lấn quyền của người khác không, mà không phải chuyện bình thường nữa, mà ông tập ông như ông thở như bò đóng dài mà chịu ra được, lâu quá dài 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 quá từ qua tới hôm nay nhớ lại lộn lời hơi chút xíu vậy mà. Mà tôi nói cho bà biết nha, để từ ngày hôm nay tôi chỉ đọc ở đây luôn. Tôi cũng nói là ông biết á, tôi nữa sẽ nói là hả, sẽ mời ông đi ra khỏi cái chỗ này. Bảo kia, ông qua bên kia đi. Bảo anh kia, ông qua đi. Không em gãi lộn bà nữa, làm tiếp. Tôi lãnh với tôi cảm với ông. Ai cứu tôi nhé, chạy chết tôi rồi, chết tôi rồi. Gì vậy chị ba? Thì ông mới chứ ai? Trời ơi, ông tập không phải tập bình thường nữa, ông tập là ông tập gì à? À, khí tụ đan điền, ông đưa lên cuốn họng và cuốn họng ông đưa lên khẩu xà, ông khẩu xà gì, ông đưa ra, ông thở gì, ai mà chịu cho được chứ? Bà làm tôi quê nha bà biết cái mùi đó đâu bà? Cái đầu, sau lưng bà kìa, nguyên đống kìa. Trời ơi, gì đâu lẹ dữ vậy? Đó, mưa 2-3 ngày nay đó. Trong tim ta trên đường tranh đấu, vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong, vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình, vì đại đồng lúa chiếu bông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh điền tỏa sáng. Là công xứng ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong, là công xứng ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong.
sẵn những công trình. Vì đại đồng lúa chiêu bông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh điện tỏa sáng. Là công xứng ta xây nên đất trời tổ quốc, thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công xứng ta xây nên đất trời tổ quốc, thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong.